Nhà hàng chay giác ngộ. Sáng mình ăn sushi, chiều mình ăn chay. Như sáng mình ăn mặn, là tối mình ăn chay. Đây cũng là quán chay rất là ngon và bổ dưỡng và nổi tiếng. Và sạch sẽ, hợp vệ sinh, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Có thể yêu cầu không bột nêm, bột ngọt. Dỗ tổ Hùng Vương, chúng em đi chơi hết mình. Đây, nhà hàng chay giác ngộ. Chay mặn đều có. Rồi, vô nha.